Ây chà chà, rất là ngon các bạn ơi. Đấy, bây giờ đồng thời là ta cho cá vào, rất là hấp dẫn, các bạn chấm đẫm vào. Đấy, để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Ngon ơi là ngon. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món ăn hấp dẫn là món cá lóc hấp cuộn bánh tráng các bạn. Tôi có hai con cá lóc đây, tôi bắt ở trong cái lưới bắt quái của tôi. Cái hồ này rất rộng các bạn, thỉnh thoảng tôi cứ bắt, thường xuyên là cứ được một đôi một đấy. Thì hôm nay tôi sẽ làm một con hấp lên để cuộn bánh tráng để ăn kèm theo cả rau sống. Còn một con thì chiều đến tôi sẽ nướng muối tiêu. Đấy. Nguyên liệu thì có nước tương này, rượu trắng này, đây là dầu hào nhá. Và đây là đường này và muối hạt này và hạt tiêu. Đây là hành, rau mùi nhá, mùi ta. Kèm theo có gừng này, hành tím này, tỏi này, ớt quả này. Trước tiên để làm món này thì các bạn hãy nhớ là tôi phải đi làm cá trước để làm thịt nó nhá. Đây, bây giờ tôi sẽ mang đi để mổ cá. Đây, tôi đã mổ cá xong rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi đi làm món hành và gừng để tôi khử tanh nó đi. Đấy, một lửa để tôi đập dập, còn một lửa thì tôi sẽ thái chỉ. Đập dập giống như các bạn nhớ là tôi băm cho nó nhỏ ra. Thái chỉ các bạn nhớ là ta cũng thái vừa phải, không nên mỏng quá. Đấy, tôi cho riêng từng góc. Đây các bạn nhớ nhá, hành tôi thái lát này. Đây, hành thái nát tôi sẽ cho vào một góc. Đó. Chỗ này là tôi sẽ đập dập và tôi băm nhỏ. Bây giờ tôi sẽ thái tỏi nha các bạn. Còn đây là tỏi đập. Tôi cho luôn tỏi băm nhỏ vào chỗ hành. Ớt này thì các bạn hãy nhớ nó cũng thái chỉ. Đây, tôi cho ớt thái chỉ vào đây. Bây giờ tôi thái đến hành và mùi. Tôi sẽ lấy đấy, cái phần này là phần gốc đấy. Phần lá này thì tôi sẽ rắc lên cá để cho nó thơm các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ đi khử tanh nhá. Cái chỗ gừng giã đây. Và tôi cho muối. Tôi cho rượu. Các bạn nhớ là ba cái này các bạn trộn lên. Khi tôi mổ tôi đã cạo rớt. Cái món cá lóc này nó nhiều rớt lắm. Các bạn nhớ khi làm cái món này thì các bạn phải cạo nó đi. Các bạn cầm món cá nên nó không còn độ trơn nữa là đảm bảo. Bây giờ tôi đem rửa sạch nó đi nha các bạn nhớ. Đây tôi sẽ làm nước sốt để ướp cá nhé.
Đấy, các bạn nhớ đây là gừng băm này. Đấy. Và tỏi băm, hành băm. Đấy. Và tôi sẽ trộn hết các cái nguyên liệu này vào. Trong nguyên liệu này là có, đây là nước tương. Tôi cho dầu hào này. Đây tôi cho rượu vào nhá. Đấy. Đây bây giờ tôi cho đường vào. Đây tôi cho hạt tiêu nhá các bạn nhá. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ tưới vô cá để tôi tẩm ướp. Ta đã trộn đều thì bây giờ ta tưới vô cá để ta tẩm ướp cho nó thơm đậm đà ngon. Đấy, bây giờ các bạn hãy nhớ là ta sẽ lật cho nó đều. Phết cho nó đều vào cái chỗ mà ta khía cá. Đấy, bây giờ tôi sẽ để 15 phút nha. Đấy, sau khi chờ 15 phút thì bây giờ tôi để đi phi hành. Phi hành, phi tỏi. Đầu tiên thì các bạn nhớ là cái hành này là nó sẽ nâu vàng hơn. Đấy, tôi cho trước, tỏi tôi cho sau. Và những tỏi với hành vụn thì ta lại cho sau cùng nữa. Đấy, bây giờ thì mình cho tỏi vào. Tôi cho lốt cái vụn vào đây. Cái vụn vào thì các bạn nhớ là các bạn sẽ khoáng thật đều lên. Đấy, nó vang rồi thì các bạn sẽ cho ra. Các bạn không đun nữa. Cho nó ráo để cho nó có cái độ thơm mà giòn. Các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ cho tất cả các gia vị này. Một lửa xuống dưới và một lửa tôi để lên trên. Dễ mùi. Tôi sẽ rắc cả gừng chỉ với ớt chỉ. Đấy. Đều. Đây, tôi đặt vào trong đĩa đây. Đấy, các bạn nhớ. Bây giờ tôi vẫn tiếp tục cho các cái gừng. Đấy. Thái chỉ với ớt phủ lên con cá. Các bạn nhớ là cái hành này nữa. Đấy, hành này ta phủ hết lên con cá nữa. Đấy, các bạn đã nhìn thấy rồi, tôi đã phủ cho nó kín rồi. Đây bây giờ tôi sẽ cho cái son hấp này lên. Đấy, các bạn nhớ đấy, tôi phải đun sôi nước tôi mới cho cá vào. Đây, nước sôi rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ cho cá vào. Đấy, trong son. Úi chà. Đấy, các bạn ơi, nước sôi cho lên là các bạn phải cho thật nhanh. Ta sẽ đun trong vòng khoảng độ 25 đến 30 phút. Đây là con cá này nó to. Còn nếu mà con cá nhỏ thì các bạn chỉ đun trong vòng 20 phút thôi. Đấy. Các bạn ơi, được mà nấu nướng như thế này này. Là nãy còn được chia sẻ cùng với các bạn thì đây là cũng là một niềm vui của tôi các bạn. Thế nhưng mà các bạn chú ý đấy, ta đun lấu thì nó sẽ ảnh hưởng đến coi như thế là da tay của chúng ta vừa nóng lại vừa ẩm, mồ hôi da lại rất nhiều. Thế cho nên là thường xuyên ta hay phải rửa tay. Các bạn ấy sẽ gặp thấy các cái vấn đề này là khô da tay và lấm da tay. Nhân đây thì tôi cũng chia sẻ với các bạn về triệu chứng của bệnh lấm da tay. Thì tôi cũng đã làm nhiều, tôi đã không để ý đến. Như thế là sau này tôi cũng, trước đây tôi cũng đã bị lấm da tay rồi. Thế mà bây giờ tôi làm tôi phải cẩn thận nhiều hơn các bạn. Ngày đó thì tôi thấy ngứa ngáy ở mu bàn tay. Trên tay ấy, thì có rát hình tròn màu đỏ mà như mấy đồng xu. Và tay tôi lúc nào cũng ngứa ngáy cho nên là tôi hay bị mất tập trung.
đi khám ấy thì bác sĩ bảo tôi là bị lấm da tay. Đấy các bạn ạ. Thế mà cái quan trọng là cái lấm da nó bị lây sang người khác đấy. Thế cho nên là tôi phải cẩn thận, không dùng chung đồ đạc cùng với gia đình để tránh bị ảnh hưởng lây lan sang người khác. Tôi lúc đó kết hợp là bôi thuốc trị lấm da theo hướng dẫn. Rồi cũng hạn chế vào trong bếp để cho tay nó ra, nó được khô ráo. Và cho đến lúc mà tôi khỏi thì tôi bắt đầu mới quay lại vào bếp để nấu nướng. Vì thế mà tôi có lời khuyên cho các bạn nào thường xuyên hay vào bếp nấu ăn, thì các bạn hãy nhớ là nên làm vệ sinh bếp cho thật sạch và các dụng cụ nấu nướng cũng vậy. Thì nếu mà vệ sinh được sạch thì các món ăn của các bạn trông rất hấp dẫn và rất là ngon mắt. Khi làm xong thì các bạn hãy nhớ là ta quét dọn sạch sẽ này, rửa tay này, sạch này, sau đó ta sẽ lau khô tay. Canesten Cream điều trị hiệu quả các loại nấm da chân, nấm da thân mình, lắc ben. Không dùng Canesten Cream khi mẫn cảm với Clotrimazole hay bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mình cũng nên chuẩn bị trong nhà một vài loại thuốc thông dụng các bạn ạ. Như là một tuýp kem bôi trị lấm da để có thể dùng ngay khi mà mình cần. Đây các bạn ơi, tôi đã hấp được 30 phút rồi. Bây giờ tôi mở ra và tôi cho thêm một chút cái cuống hành đây. Đấy, và lá mùi. Và chỉ để trong vòng khoảng độ 1 phút đã cùng thôi. Đấy, mấy giây hoặc là 1 phút đã cùng các bạn nhé. Để tăng thêm mùi thơm. Đấy. Đây các bạn đậy lại. Đấy, ta chỉ để trong vòng 1 phút thôi. Các bạn xem này, rất thơm, chà chà. Đây, tôi sẽ cho lên đây để cho nó nguội. Ta phải làm động tác hợp lý. Đây, chà chà. Rất là ngon các bạn ơi. Hành khô và tỏi đây. Đấy, phi lên rất thơm ngon các bạn. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món cá lóc hấp cuộn bánh tráng. Đây là bánh tráng đây các bạn. Các bạn, tôi hôm nay tôi mua cái bánh tráng này. Ta dấn vào mình nước, mà nước nhớ là cái nước sôi để nguội các bạn nhé. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn cùng thưởng thức với tôi. Cái món này hôm nay ăn rất là vào đây. Bánh tráng này nó rất là dày các bạn ạ. Cho nên là cuốn dễ lắm. Cho nên là các bạn cứ dùng nước đi. Đấy, dùng nước rồi là các bạn để vào là nó mềm ngay. Đấy, sau giờ này các bạn trải vào. Đấy, sau đó các bạn lấy bún. Đây là dưa. Đấy, chuối. Khế. Đấy, bây giờ đồng thời là ta cho cá vào. Rất là hấp dẫn. Đấy, bây giờ tôi sẽ cuốn nó lại. Đấy, các bạn nhớ. Các bạn chấm đẫm vào. Đấy, để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Ngon ơi là ngon. Cá rất là thơm các bạn. Vì ta đã tẩm ướp được, sau đó ta cho vào hấp. Phải nói rất là vừa. Ta ăn kèm theo mấy bún này, dưa, chuối xanh, khế và rau sống. Thì phải nói rằng đây là một món ăn tuyệt vời các bạn. Cái món này thì các bạn ăn no chứ không thể nào chán được. Rất là ngon. Món này là ăn no nhưng không béo được đâu các bạn. Món này ăn rất ngon. Cái món này là không có mỡ mấy. Đấy, cá thì làm gì có mỡ đâu. Ta chỉ có chiên những cái hành, tỏi, phi lên thôi. Các bạn ơi, bây giờ thì có lẽ là tôi xin tạm dừng ở đây. Chúc các bạn một ngày vui, hạnh phúc và hoàn thành công việc của chính bản thân mình và sẽ có một buổi nghỉ ngơi cùng với gia đình được mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Chúc các bạn luôn tốt lành. Đấy, phô mai thì nó
Các bạn ơi, con hàu rất béo ngậy, rất thơm. Này, cả trứng chim cút nữa, có hành phi mỡ nữa, cho nên càng ngậy càng thơm ngon. Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là một món hàu lướng chén phô mai. Đây là món này là cho vào luôn một cái chén con này các bạn ạ. Mùa này cũng đã là cuối thu rồi, nó cũng đã lạnh rồi. Thì các bạn lên coi như thế là ta ăn nóng cái món này thì nó rất là hợp lý, rất là ngon. Đây các bạn ơi, hàu thì đã làm sạch rồi, bỏ hết ruột ra rồi. Kèm theo trứng chim cút này, đây là phô mai sợi và lạc rang. Đấy, và đây là hành lá. Đấy các bạn nhé, hành lá này thì bây giờ tôi sẽ thái ra. Hành thì các bạn phải nên thái nhỏ ra nhé. Cái nhỏ vừa thôi. Đấy, chứ đừng có nhỏ quá là được. Cái món hàu này thì các bạn ơi, nướng mỡ hành cũng rất là ngon. Thế nhưng mà hôm nay tôi có phô mai, tôi sẽ làm cả phô mai. Đấy, tôi sẽ cho vào trong bát. Đây các bạn ơi, tôi sẽ nồi lửa lên rồi nha. Bây giờ tôi sẽ cho dầu vào đây. Tôi đun sôi dầu lên. Sôi dầu lên rồi thì các bạn mới đổ vào trong hành. Đây, bây giờ nó sôi rồi các bạn này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy là mỡ hành đây. Đấy, tôi đã đun, tôi đổ hành đây, rất là ngon rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho hàu vào trong cái chén này nhá. Các bạn cho độ 2-3 con vào đây. Đấy. Tùy theo các bạn ăn nhiều hay ăn ít nha. Các bạn có thể cho nó quá lên. Đấy các bạn nhìn thấy tôi xếp độ 4-5 con này này. Đấy, nếu mà cái bát mà nó to hơn thì chén to hơn thì các bạn cho nhiều thêm. Đấy, tôi sẽ cho nó đều. Đấy, bây giờ tôi sẽ đập trứng. Mỗi bát tôi cho 2 quả trứng. Đấy. Đấy, tôi sẽ rắc hành vào đây. À, các bạn cho vừa phải thôi, cũng không nên nhiều quá. Đây, tôi sẽ cho phô mai đây này, các bạn. Đấy, các bạn cho phô mai thì cứ cho đều khắp. Đấy. Đây, than của tôi đã được rồi đây các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ cho bát lên nhá, để tôi nướng. Đây các bạn, cho nó đều vào. Đấy. Đây các bạn nha, đấy, tôi đặt nó vào đây. Các bạn nhớ đặt nó áp sát vào với nhau. Đấy. Thì nó sẽ dựa vào lẫn nhau, nó không đổ. Đây, các bạn nhớ là cứ cái chén như thế này là các bạn nướng là rất hợp lý. Đấy, sôi sùng sục các bạn để cho vào khoảng 15 phút. Thế là các bạn mang ra là sử dụng được rồi. Các bạn sử dụng thì bắt đầu
các bạn rắc lạc lên, đấy là sử dụng. Đây các bạn ơi, bây giờ nó sôi rồi. Đấy, lửa của tôi đã tương đối. Cứ để như thế này cho sôi vào khoảng độ 15 đến 20 phút là các bạn sẽ nhấc ra là các bạn thưởng thức được rồi. Các bạn hãy nhớ là rất nóng đấy nhá. Đấy là không thể nào nói đùa được. Cho nên là các bạn phải lót giấy. Đây, chín rồi đây các bạn ơi, đấy. Phải nhấc thật nhanh. Các bạn mà không nhấc nhanh là không ổn. Các bạn cho ra nó vẫn còn sôi. Đấy các bạn thấy chưa? Vì cái lượng nóng của nó rất là nóng. Đấy, bây giờ tôi nhấc lốt ra. Các bạn hãy nhớ, đấy, rất nóng. Các bạn để ra đây mà vẫn còn sôi. Đây các bạn nha, rắc lạc vào đây. Đấy. Các bạn nào ăn nhiều lạc thì cho nhiều. Đây các bạn ơi, hàu nướng chén phô mai đây. Tôi đã làm xong rồi. Đấy, vẫn còn nóng lắm các bạn ạ. Bây giờ tôi phải để ở đây để tôi thưởng thức. Đấy, phô mai thì nó, ui đấy, nó kéo ấy này. Đấy, phô mai kéo sợi rồi đấy. Xin mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Ngon ấy là ngon. Các bạn phải ăn nóng. Bây giờ là cuối thu rồi, nó đã lạnh rồi. Các bạn nướng nóng như thế này ăn rất là tuyệt vời. Bạn nào ăn nhiều lạc thì cho nhiều lạc. Tôi chỉ ăn vừa lạc thế thôi. Các bạn ơi, còn hàu rất béo ngậy, rất thơm. Lại cả trứng chim cút nữa. Có hành, phi, mỡ nữa. Cho nên càng ngậy càng thơm ngon. Các bạn nhớ nhá, con hàu này thì phải nói rằng nó đã rất vừa. Cho nên là các bạn đừng cho thêm muối nữa, cho thêm muối nó bị mặn đấy. Đây là tôi ăn nay đã thấy vừa rồi. Còn trong khi ăn, bạn nào thích có thể cho thêm một chút muối hải sản, ăn nó rất là hợp. Vừa ngậy, vừa thơm. Người ta nướng là nướng cả vỏ. Thì người ta cho con hàu vào đấy là người ta nướng cả vỏ các bạn ạ. Xong người ta cho mỡ hành vào. Cũng là một loại nướng đấy ăn ngay. Đấy. Còn đây tôi cho ra chén. Tôi làm như thế này thì cho nhiều. Được nhiều hàu. Và cho cả gói trứng chim cút. Các bạn nhớ nhá, phô mai thì tôi cho bằng phô mai chỉ. Cho nó nóng là nó chảy ra. Ăn lại rất ngậy mà thơm. Ngon vô cùng. Mùa bây giờ là cuối thu, chuẩn bị sang đầu đông đến nơi rồi các bạn ạ. Các bạn mà làm cái món này mà ăn nóng thì tuyệt vời là ngon. Rất là bổ dưỡng. Ngon ơi là ngon. Đây là cách làm mà ăn nóng. Thời gian không tốn nhiều. Các bạn chịu khó làm đến một lần, vừa là đãi trong gia đình hoặc là bạn bè có thể tụ tập vào những ngày nghỉ. Các bạn làm thì phải nói ăn rất là ngon, phải nói thật là không chê được vào đâu. Các bạn hãy thử làm đi. Có lẽ rằng tôi xin tạm dừng clip ở đây. Chúc các bạn có một ngày hoàn thành được công việc và có sức khỏe dồi dào, luôn luôn có hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt.